Đấu La Đại Lục hai tuyệt thế đường môn tập 72 tiến sâu vào tinh đấu, khu vực hỗn hợp chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, quá tuyệt vời, khóa chặt, khống chế, phòng ngự, tam sinh trấn hồn đỉnh của cậu quả không hổ danh là khí vũ hồn cao cấp, Vương Đông vừa trông thấy một màn tuyệt diệu kia không khỏi lên tiếng tán tưởng, thực lực tiêu tiêu tăng lên cũng đồng nghĩa với thực lực của cả nhóm bọn họ cũng tăng lên, trong sử lai khác, ba người bọn họ là thành viên có tu vi thấp nhất, bảo cả ba không có lòng phấn đấu đuổi theo các vị học trưởng là chuyện không tưởng, có điều, cả ba đều có vũ hồn song sinh nên tiềm năng khá lớn. tiêu tiêu cười hì hì nhìn hoắc vũ hạo nói: lớp trưởng, cậu mau cho bọn mình xem cái thứ suýt làm mình mất cánh tay có uy lực như thế nào đi. nhắc đến khối hồn cốt bàn tay phải kia tiêu tiêu vẫn còn cảm thấy sợ hãi. nếu không phải có hoắc vũ hạo hút đi nguồn năng lượng đó thì cánh tay phải của cô phải phế bỏ rồi. hoắc vũ hạo gật đầu, giơ tay phải lên cao, tức thì trên không trung liền xuất hiện một quầng sáng ánh kim. từ năm ngón tay hắn bắn ra năm lưỡi đau dài hơn một thước màu vàng nhạt khối hồn cốt bàn tay phải này tuy dung hợp khá khó khăn nhưng phải công nhận nó không giống những hồn cốt bình thường nó có đến hai dạng hình thái dạng ta đang dùng là dạng bình thường còn một dạng khác là dạng hình thái khi công kích các cậu xem đây vừa dứt lời hoác vũ hạo liền nhíu đầu ngón chân lại đá bay một tảng đá nhỏ sau đó phung tay phải lên kế tiếp không chút tiếng động nào vậy mà tảng đá ấy đã bị chém thành mấy khối nhỏ từng khối đá nhỏ âm âm rơi xuống đất tiêu tiêu và vương đông liền chạy đến gần quan sát các khối đá tuy bị cắt thành những phần không đều nhau nhưng vết cắt lại trơn nhẫn láng bóng, sáng như gương, tiêu tiêu kinh ngạc, trợn mắt nói. Trời ơi, cái này thật giống như cắt đậu hủ, quá sắc bén, bén kinh khủng, khoác vũ hạo cười to nói. Lần này mình cũng không kém cậu nhiều lắm, khối hồn cốt này quá tuyệt vời. Ám kim khủng chảo hùng được xưng là một trong những loài hồn thú nguy hiểm chủ yếu cũng vì đôi ám kim khủng chảo của nó. Tiêu tiêu lắc đầu nói, mấy chuyện này không giống nhau, lớp trưởng, mình hiểu mà. khoác Vũ Hạo mỉm cười nói, được rồi không nói chuyện này nữa cho các cậu xem hình dạng thứ hai của nó nè hắn nói xong liền giơ bàn tay lên trời nhất thời từng lưỡi đao liền bắn ra tia sáng ánh kim rực rỡ ám kim khủng chảo nháy mắt hóa thành một chảo ảnh dài đến ba thước đánh thẳng xuống mặt đấy mặt đất sau khi bị nó đánh trúng hoàn toàn không văng chút bụi mù nào thế mà bên dưới lại xuất hiện năm cái khe rãnh thật sâu trong nháy mắt đó từng tiếng vù vù vẫn còn văng văng bên tay ba người cảm giác cứ như ngay cả bầu không khí cũng bị cái chảo ảnh kia chém đứt Hoắc Vũ Hạo nhìn Tiêu Tiêu vừa cười vừa trêu, "Có muốn thử dùng đỉnh chi uy thử uy lực ám kim khủng trào của mình không?" "Không, không cần, cho mình xin." Tiêu Tiêu vội vàng lắc đầu, cuống cuồng thu Tam Sinh Chấn Hồn đỉnh vào, Vương Đông nói, "Vũ Hạo, khi dùng ám kim khủng trào này, hồn lực tiêu hao như thế nào?" Hoắc Vũ Hạo nói, "Tạm tạm, vì nó đến từ ám kim khủng trào hồng ngắn năm nên ở hình thái bình thường không tiêu hao nhiều lắm, nó như một bộ phận của cơ thể mình vậy, trong khi sử dụng thì tiêu hao khá lớn, sử dụng một lần thì mất 30% hồn lực." Nguyên lão nói rất đúng, ta có cảm giác khối hồn cốt này đang từ từ hấp thu năng lượng của ta, dường như đang dần dần phát triển vậy. Vương Đông nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục vào sâu trong tinh đấu đại xâm lâm, hy vọng may mắn có thể nhanh chóng tìm được hồn hoàn thứ ba cho ngươi. Ừ, Vương Đông gật đầu, trở thành hồn tôn là một cột bốc quan trọng của mỗi hồn sư, nó có thể xem là danh giới luân chuyển đầu tiên trên con đường tu luyện của hồn sư. Một ít người khi thức tỉnh vũ hồn có cấp bậc thấp, vì như hoác vũ hạo ngày trước, có lẽ cả đời cũng đừng mơ đến chuyện được phá nó. Mà bước qua được cánh cửa này cũng có nghĩa là hồn sư đã từ giai đoạn đầu tiên chuyển sang giai đoạn cấp trung rồi. Cho dù ba người hoác vũ hạo không giống với hồn sư bình thường nhưng cánh cửa này bọn họ phải bước qua. Sau khi thu dọn mọi thứ, cả ba bắt đầu đi về phía tinh đấu đại xâm lâm. Suốt mấy chục giam kế tiếp, cả ba vẫn duy trì đội hình hoác vũ hạo dẫn đầu, phương đông và tiêu tiêu đi phía sau. Sau khi vào đến tinh đấu đại xâm lâm, cả ba có chút cảm giác ngượng quen đường cũ. Hoác vũ hạo bắt đầu mở ra tinh thần tham chắc, cả ba thẳng tiến sâu vào bên trong, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều, chưa được nửa canh giờ sau, cả ba đã đi đến phạm vi hơn 10 dặm, bắt đầu tìm kiếm hồn thú thích hợp với Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo mặc dù đã biết trước hồn thú hệ tinh thần thích hợp với mình sẽ không dễ tìm nhưng không ngờ lại khó khăn đến thế, cả ba vần quanh khu vực bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm khoảng 10 dặm đấy suốt 10 ngày trời vẫn chưa tìm được hồn thú thích hợp. Trong 10 ngày này dĩ nhiên bọn họ cũng gặp được vài hồn thú thuộc tính tinh thần nhưng không phải loài có thực lực yếu thì cũng không đủ niên hạn khó tìm thì cố tìm cứ không thể miễn cưỡng dung hợp hồn hoàn 10 năm 200 năm được. Cũng trong lúc này, cả ba bắt đầu thảo luận thay đổi sách lược, bọn họ không tiếp tục hiền lành nữa mà chủ động trêu chọc hồn thú, nếu gặp phải hồn thú chủ động công kích mình sẽ tuyệt đối không nâng tay, cứ thế quả nhiên tránh được không ít phiền phức, bọn họ không gặp phải tình huống hồn thú cấp thấp dẫn đến hồn thú cấp cao nữa, có điều, 10 ngày này không hẳn là bọn họ không có thu hoạch gì, trong tinh đấu đại xâm lâm, tinh thần của cả ba lúc nào cũng phải ở trong trạng thái cảnh giác cao độ quanh đây đâu đâu cũng có thể phát sinh tình huống nguy hiểm đến tính mạng cũng nhờ như thế sự phối hợp của ba càng ngày càng thêm an ý hồn thú ngàn năm lúc này không còn là mối uy hiếp lớn với bọn họ nữa đương nhiên đây là với hồn thú sinh sống một mình nếu gặp phải hồn thú đi theo bầy đàn thì bọn họ chỉ có thể co giò bỏ chạy mười ngày rèn luyện này bất kể đối với tâm tính hay thực lực của bọn họ đều có ý nghĩa rất lớn mà huyền lão cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa tự như lão không hề tồn tại tất cả mọi chuyện bọn họ đều làm theo ý của mình Hoắc Vũ Hạo càng lúc càng hiểu tại sao ban đầu Minh không được chọn làm đệ tử Hạch Tâm, Vũ Hồn Linh Mâu của hắn muốn tìm hồn hoàn đúng là chuyện cực kỳ khó khăn, có lẽ may mắn của bọn họ đã dùng hết trong lần săn giết ám kim khủng chảo hùng rồi, màn đêm lại buông xuống, ba người Hoắc Vũ Hạo lại một lần nữa rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm, cả ba đang tạm trú trong một khe núi cách cánh rừng chừng 30 dặm, cả ba dựng tạm ba cái lều nhỏ, Vũ Hạo, tiếp tục như thế này không phải là cách tốt, chúng ta đã đi gần hết một nửa vòng ngoài của tinh đấu đại xâm lâm ngồi hồn thú hệ tinh thần càng lúc càng hiếm đừng nói là niên hạn ngay cả thích hợp với cậu cũng không có phương đông nhìn hoác vũ hạo nướng thịt nói hoác vũ hạo xoay xoay que thịt nướng đáp tìm hồn thú thích hợp với ta đúng là quá khó hồn thú hệ tinh thần đã khó tìm mà thích hợp với ta lại càng hiếm tiêu tiêu nói lớp trưởng hay là chúng ta tiến thêm một chút đi nếu chúng ta vào sâu trường 20 dặm có lẽ phẩm chất của hồn thú sẽ tăng lên nhiều hoác vũ hạo im lặng Tuy bọn họ được huyền lão theo sao bảo vệ nhưng cả ba là một trong sử lai khắc thất quái. Bọn họ có sự kiêu ngạo của riêng mình, trừ phi gặp phải trường hợp vô cùng đặc biệt, nếu không bọn họ không muốn để huyền lão nhúng tay vào. Với lại suốt 10 ngày rèn luyện, thực lực của cả ba đã tăng lên không ít, nhất là tiêu tiêu, người vừa có thêm được hồn kỹ thứ ba, cô bé càng lúc càng sử dụng đình trị uy một cách thuần thục, trong một số tình huống quan trọng, nó đã mang đến tác dụng không ít, Phương Đông gật đầu nói. Mình đồng ý, Vũ Hạo, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, với thực lực của chúng ta, dù gặp hồn thú tu vi khoảng một vạn năm cũng có thể miễn cưỡng đối phó, ít nhất dư sức tự bảo vệ mình, và sâu thêm 10 dặm cũng không phải là khu vực nguy hiểm, hơn nữa, áp lực càng lớn thì thực lực chúng ta càng nhanh tăng thêm. Tại sao huyền lão không xuất hiện, ngay cả khi người nướng thịt người cũng chịu được không ra, đấy cũng vì để chúng ta có nhiều kinh nghiệm hơn, trong khoảng thời gian này, ta cảm nhận được bất kể là hồn lực hay kinh nghiệm chiến đấu đều tăng rất nhanh, hoặc vũ hạo gật đầu nói, được. Vậy ngày mai chúng ta sẽ vào sâu một chút, có điều, nếu chúng ta gặp phải hồn thú vạn năm khi chiến đấu ta thấy tình huống không ổn sẽ lập tức rút lui trong ba người hắn thân là đội trưởng nên khi làm gì cũng phải suy nghĩ đến việc an toàn của các thành viên trong đội của mình với thực lực của bọn họ hiện nay đúng là vào sâu một chút cũng không sao cộng thêm sự có mặt của huyền lão hoác vũ hạo cũng không tiếp tục khăng khăng giữ ý kiến nữa sau khi ăn cơm chiều cả ba đều chia nhau đi nghỉ ngơi đối với bọn họ lều trại chẳng qua là một thứ che mưa che gió mà thôi hoác vũ hạo và vương đông ở chung một lều cùng nhau tu luyện tiêu tiêu ở lều còn lại tuy hồn lực của hoắc vũ hạo đã đến bình cảnh nhưng bất cứ hồn sư nào cũng biết tạm thời vướng ở bình cảnh cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc tu luyện hồn lực tăng lên sẽ tạm thời tích tụ ở đó nghe nói phát hiện này là của vị lão sư của học viện sử lai khắc ngày đầu xưng là đại sư tìm ra vị đại sư này chuyên thu thập tin tức và nghiên cứu về hồn sư sau này cũng là một trong những trụ cột quan trọng nhất của học viện sử lai khắc đời đầu khi bọn họ tu luyện đến canh ba nửa đêm một canh hai tiếng đột nhiên mi mắt hoác vũ hạo khẽ chớp tức thì hắn liền mở mắt ra Đôi mắt mở to, thậm chí còn xuất hiện một chút ánh sáng màu vàng kim nữa, Hạo Đông Lực nhanh chóng cắt đứt trở về dạng hồn lực của riêng mình. Tích tắc sau, Vương Đông cũng mở mắt, sau thấy Vũ Hạo, Vương Đông tò mò nhìn hắn hỏi, Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói: "Có người, ta ra xem, ngươi đi đánh thức Tiêu Tiêu đi, những người này hẳn là đi về phía tinh đấu đại xâm lâm." Ừ, cả hai cùng rời khỏi lều, đôi mắt của Hoắc Vũ Hạo từ từ lóe ra ánh sáng màu vàng kim, hai cái hồn hoàn của Vũ hồn linh mâu cũng bắt đầu dâng lên dưới chân hắn hắn tập trung tinh thần tham chắc quét về một phương hướng. Hiện giờ hắn đã có thể dò xét theo một phương vị trong phạm vi hơn 600 thước mà lại còn cực kỳ chính xác nữa. Vương Đông cũng đã gọi tiêu tiêu dậy ra khỏi lều. Ánh lửa bên trong hai căn lều nhẹ nhàng xua tan màn đêm tăm tối để lạnh lẽo. Ánh sáng ấy chiếu xuống gương mặt ba người, lờ mờ có chút đỏ hồng. Hoắc Vũ Hạo nhỏ giọng báo lại những thông tin mình vừa thu thập được. Có tám người, sáu nam hai nữ. Trong sáu người nam có một người ta không dò được tu vi, e là khoảng cấp hồn thánh, trong năm người còn lại thì có một hồn đế và bốn hồn vương, hai cô gái còn lại đều là trên giới hồn tôn như bọn mình, tất cả đều đang đi về hướng chúng ta, vương đông nói, có cần tránh đi không, hoác vũ hạo lắc đầu nói, không cần, bọn họ chắc chắn không phải đến tìm chúng ta, mà bọn họ cũng sẽ đến ngay bây giờ, chúng ta càng không thể ngay lập tức xóa dấu vết lửa và lều chạy, bây giờ trốn đi càng làm người ta nghi ngờ, chúng ta cứ ở đây, tự nhiên một chút, chờ bọn họ đến là được rất có thể bọn họ có cùng mục đích vào tinh đấu đại xâm lâm liệp sát hồn thú như chúng ta khi bọn họ đang nhỏ giọng trò chuyện thì bên kia cũng vang lên giọng nói của ai đó bên này có ánh lửa lời còn chưa dứt trước mặt ba người hoắc vũ hạo đã xuất hiện một bóng người kia là một người đàn ông dáng người cao gầy trông như một cây trúc nhưng tốc độ cực nhanh người vừa xuất hiện ánh mắt đã nhìn chằm chằm vào ba người hoắc vũ hạo ba người hoắc vũ hạo cũng ra vẻ giống như đột nhiên xuất hiện tình huống bất ngờ mà nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc Rõ ràng người đàn ông dáng người cao gầy vừa đến kia là một chiến hồn sư hệ mẫn công, và cũng là người có trách nhiệm đi đầu dò đường của đội ngũ ấy. Hắn vừa thấy ba người hoác vũ hạo chỉ là ba cô cậu nhỏ tuổi liền thả lòng. Hắn khoát tay, một vòng sáng màu vàng nhẹ nhàng bay ra từ bàn tay hắn, vòng sáng ấy bay lên không trung chừng năm thức liền khuếch tán mạnh ra bên ngoài. Lúc này, ba người hoác vũ hạo cùng lúc búng người về sau, theo những gì người kia vừa làm hiển nhiên nhóm người này rất có tính kỷ luật, không phải một đội ngũ bình thường. Người là ai? Hoác vũ hạo hỏi với vẻ cảnh giác, đồng thời cũng không bước thêm về trước. Người đàn ông cao gầy kia cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta chỉ là người qua đường, thấy các ngươi bên này nhóm lửa nên mới ghé hỏi thăm một chút, các ngươi là ai, ở đây làm gì. Người kia tuy rằng tươi cười đáp lời nhưng trong vẻ tươi cười ấy lại đầy sự kiêu ngạo, quác vũ hạo nói, chúng tôi đến tinh đấu đại xâm lâm liệp sát hồn thú phụ thêm hồn hoàn, gì, các ngươi tự đi liệp sát hồn thú. Người kia nhìn ba người bọn họ với vẻ nghi ngờ, tiêu tiêu hở một tiếng, nói, thế nào, không được à, người đàn ông gầy gò như cây trúc bật cười lắc đầu vẻ mặt thoáng lộ chút khinh thường tuy trong bóng đêm rất khó nhận ra nhưng làm sao thoát khỏi ánh mắt của hoác vũ hạo được đúng lúc này bên cạnh người đàn ông ấy lần lượt xuất hiện từng bóng người khác nhau số người đến hoàn toàn khớp với thông tin hoác vũ hạo vừa nói tính cả người đàn ông gầy gò thì nhóm bọn họ có tổng cộng 8 người sáu nam hai nữ người trung niên tầm 40 tuổi trong nhóm bọn họ trầm giọng nói bác đường tình hình thế nào người đàn ông gầy gò lập tức cùng kính đáp đại ca có ba người bọn họ nói mình đến tinh đấu đại xâm lâm để thu thập hồn hoàn, không có người đi kèm. Ta đã dò xét xung quanh cẩn thận, đúng là chỉ có ba người bọn họ, hai nam một nữ, dáng vẻ chưa đầy 15 tuổi. Ừm, người trung niên nghe xong tức thì liền chuyển ánh mắt về phía ba người hoác vũ hạo, cẩn thận đánh giá, rõ ràng hắn là người dẫn đầu trong tám người này, đồng thời hắn cũng là người ban nãy hoác vũ hạo đoán là có tu vi bậc hồn thánh. Vì hồn lực di chuyển quanh cơ thể hắn quá cường thịnh nên hoác vũ hạo không thể đoán được chính xác tu vi của hắn, trừ người trung niên kia, những người nam còn lại đều có tướng mạo bình thường, bình thường đến độ để lẫn trong đám đông khó mà nhận ra được. Đương nhiên, về mặt tu vi thì bọn họ lại không hề bình thường rồi, với tu vi này, bọn họ dư sức chấn giữ một tông môn cấp trung, sau ra, hai cô gái trong đội bọn họ thu hút sự chú ý của ba người hoác vũ hạo hơn, cả hai đều mặc trang phục thuận tiện cho việc di chuyển, trong đó có một cô gái có mái tóc đen dài, dõa sau lưng. Dung mạo tuyệt đẹp có thể so sánh với vẻ đẹp tuyệt mỹ của Giang Nam Nam, nhưng trông dáng vẻ của cô có chút yếu ớt, đôi mắt to trong sáng đầy vẻ dịu dàng, dù đứng từ xa nhìn đến cũng có thể thấy rõ vẻ đẹp thuy mị này của cô. Cô độ trường 15-16 tuổi, đúng là độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của một thiếu nữ, bộ trang phục màu vàng không quá bó sát, phủ chọn lấy dáng người tư sinh dù trong đêm tối cũng có chút nổi bật. Cô gái bên cạnh cô cũng có độ tuổi tương đương, dùng mạo xinh xắn nhưng lạnh lùng, cô gái này có dáng người hơi cao, mái tóc đen dài được buộc gọn thành đuôi ngựa, trang phục màu trắng tương đối phở người, thấp thoáng trông thấy đôi chân thon dài hấp dẫn ánh nhìn. Tuy dung mạo của cô không rực rỡ như cô gái áo vàng nhưng khí chất lại hơn hẳn. Cả hai cô đứng cạnh nhau thật có chút cảm giác tươi sáng. Ba bạn nhỏ, có thể sang đây một chút không? Hoác Vũ Hạo nhỏ giọng nói với Vương Đông và Tiêu Tiêu. Hai cậu ở đây, để mình đi. Ừ, Vương Đông gật đầu, Tiêu Tiêu vốn định cùng đi nhưng thấy ngay cả Vương Đông cũng không yêu cầu nên cũng kiểm lại. Hoác Vũ Hạo bước nhanh về trước, khi đến trước mặt nhóm người kia liền thoải mái nói. Có chuyện gì không? Người trung niên kia nhìn nhìn đánh giá Hoác Vũ Hạo một chút nói. Cậu bé, cậu muốn vào tinh đấu đại xâm lâm liệp sát hồn thú hoác vũ hạo quật đầu nói ừ ánh mắt của người trung niên này như muốn xuyên thấu mọi thứ thậm chí ẩn trong đó còn có một chút mờ ảo ánh mắt ấy hoàn toàn tập trung vào người hoác vũ hạo tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích nhưng hoác vũ hạo đang đứng trước mặt hắn lại vô cùng tự nhiên hoàn toàn không có chút đề phòng nào người trung niên khẽ cười nói ta là mạc phi vân những người còn lại đều là người trong đội của ta chúng ta cũng đang trên đường đến tinh đấu đại xâm lâm Ban nãy chúng ta di chuyển suốt đêm, mọi người đã có chút mệt mỏi, lại trông thấy ánh lửa bên phía này của các ngươi nên muốn đến nghỉ chân sưởi ấm một chút, Hoắc Vũ Hạo thoải mái nói. Được, hắn biết rõ nguyên tắc càng nói nhiều càng dễ bị hớ, nhóm người kia rõ ràng trông có vẻ mệt mỏi, rất giống với những người vừa di chuyển một đoạn đường dài, tuy người trung niên tên là Mạc Phi Vân kia có chút cảnh giác với mình nhưng rõ ràng không có địch ý, tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo hơn xa người thường nên về phương diện suy đoán cực kỳ chính xác, tinh thần tham chắc của hắn vẫn liên tục mở ra chẳng qua với khả năng khống chế tài tình, cho dù là cường giả bậc hồn thánh cũng khó mà phát hiện được. Hai cô gái bên kia cũng bắt đầu quan sát Hoắc Vũ Hạo, cô gái áo vàng còn nhìn Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, cô gái áo trắng tuy lạnh lùng nhưng cũng thoáng nhìn về phía hắn, sự khác biệt giữa hai người được thể hiện vô cùng rõ ràng, dưới sự hướng dẫn của Hoắc Vũ Hạo, nhóm người kia nhanh chóng nhóm lửa và dựng lều, lều của bọn họ tương đối lớn, trong đó, căn lều cách nơi nhóm lửa gần nhất là một cái lều màu đen, làm từ chín tấm da thuộc, mạc phi vân dẫn những người còn lại ngồi vây quanh đống lửa khi ánh mắt của hắn nhìn đến vương đông rõ ràng chăm chú hơn khi nhìn vũ hạo mà khi vương đông xuất hiện trước đống lửa cũng thu hút không ít ánh mắt của mọi người mái tóc ngắn màu lam đôi mắt cùng tông màu hơi thở quang minh vô cùng nồng đậm vương đông chẳng những đẹp trai mà còn mang theo chút cảm giác phấn chấn đầy mạnh mẽ nếu chỉ xét riêng về tướng mạo ngay cả hai cô gái xinh đẹp kia cũng khó mà so sánh được với hắn cô gái áo vẳng rõ ràng có chút kinh ngạc khi vương đông nhìn cô mỉm cười gương mặt tuyệt mỹ kia bỗng chốc đỏ ửng còn cô gái áo trắng tuy lạnh lùng nhưng vẫn lộ chút bất ngờ thậm chí còn nhìn vương đông một lúc lâu mới thay đổi ánh nhìn ba người hoác vũ hạo ngồi ở phía đối diện nhóm người kia cả ba im lặng không lên tiếng nói gì chỉ im lặng ngồi sưởi ấm mà thôi vì hiện giờ ở đây còn có người ngoài nên việc minh tưởng tu luyện không phải là lựa chọn sáng suốt lắm nhất là những người bọn họ đều có tu vi không thấp người trung niên tên mạc vi vân có vẻ nhiệt tình cười nói ba bạn nhỏ chúng ta còn chưa kịp hỏi tên của các cậu Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, ta là Vũ Hạo, hai người bên cạnh lần lượt là Tiểu Đông và Tiêu Tiêu. Hắn quyết định không nói rõ tên họ của mình và Vương Đông, còn Tiêu Tiêu đọc lên nghe có vẻ giống Tiểu Tiếu nên không phải thay đổi gì cho phiền phức. Mạc Phi Vân nói, nhìn các cậu tuổi không lớn lắm nhưng tu vi hồn lực lại không tệ, có điều như vậy mà liều lĩnh vào tinh đấu đại xâm lâm cũng không phải là quyết định tốt. Các cậu đã từng vào tinh đấu đại xâm lâm chưa? Hoắc Vũ Hạo nói, đã từng đi loanh quanh ở xung quanh. Cảm ơn đại thúc nhắc nhở, chúng tôi không định đi vào quá sâu, chỉ đến tìm hồn thú thích hợp với mình thôi. Mạc Phi Vân lại hỏi, các cô cậu là người nơi nào, đến từ tông môn hay học viện, hoặc vũ hạo đáp. Tôi đến từ đế quốc Tinh La, là đệ tử của học viện Tinh La, nếu là trước đây, khi hắn chưa tham dự cuộc thi đấu hồn đại tái, có lẽ hắn sẽ chẳng biết được tên bao nhiêu học viện, nhưng hiện giờ bảo hắn nêu tên là chuyện vô cùng dễ dàng, hoặc vũ hạo còn là người của đế quốc Tinh La, khẩu âm dĩ nhiên giống với người bản xứ. Hắn dùng cái tên học viện Tinh La để che giấu thân phận của mình là lựa chọn vô cùng thích hợp. Hơn nữa, sau cuộc chiến với học viện tinh la những thông tin về đệ tử cấp cao của học viện ấy bọn họ cũng vô cùng quen thuộc mà hiện nay một bộ phận của tinh đấu đại xâm lâm vốn thuộc đế quốc tinh la nữa vừa nghe thấy mấy chữ học viện quốc gia tinh la nhóm người mạc phi vân liền lộ vẻ kinh ngạc học viện quốc gia tinh la có thể xem là có tiếng tăm lừng lẫy trên đại lục đấu la này nhất là ở đế quốc tinh la nó có thể xem là học viện lớn đứng hàng nhất nhì trên toàn đế quốc cộng thêm viện mấy tháng trước nó còn lọt được vào bốn học viện mạnh nhất trong cuộc thi đấu hồn đại tài nữa hóa ra là những đệ tử tài cao của học viện quốc gia tinh la khó trách các ngươi có gan một mình đến tinh đấu đại xâm lâm liệt sát hồn thú ngữ điệu của mạc phi vân rõ ràng đã cẩn thận hơn nhiều sự kiêu ngạo trên gương mặt những người còn lại cũng vơi dần đi cái tên học viện tinh la dùng cũng không tệ hoác vũ hạo nói mạc đại thúc còn các người các người cũng đến tinh đấu đại xâm lâm liệt sát hồn thú sao mạc phi vân gật đầu đáp trong nhóm chúng tôi có người đạt đến bình cảnh lần này đến tinh đấu đại xâm lâm chỉ thử thời vận mà thôi lúc này lều trại bên phía mấy người họ cũng đã dựng xong rồi rồi nhóm người mạc phi vân lấy lương khô ra vừa ăn vừa hỏi thăm ba người hoác vũ hạo vài câu nữa rồi ai về lều người nấy khi trò chuyện mạc phi vân cũng giới thiệu sơ về bảy người còn lại người cao gầy ban nãy tên là bắc đường cô gái áo vàng tên duy na cô áo trắng tên mộ tuyết có điều mạc phi vân chỉ đơn giản giới thiệu tên chứ không tiết lộ thêm gì về lý lịch của bọn họ nhưng cũng có hẹn với ba người hoác vũ hạo sáng mai nếu bọn họ đồng ý thì cùng nhau lên đường xem như đáp đến việc đã cho bọn họ hưởng nhờ chút lửa âm. Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy rõ ràng từ khi Mạc Phi Vân biết bọn họ đến từ Học viện Quốc gia Tinh La thì sự cảnh giác cũng giảm bớt rất nhiều. Mạc Phi Vân cùng năm người còn lại chia ra ở hai cái lều lớn, còn Duy Na và Mộ Tuyết thì ở cùng trong chiếc lều gần đóm lửa. Theo cách đối xử có thể thấy hai cô gái này có địa vị không thấp trong cả nhóm người. Ngay khi ba người Hoắc Vũ Hạo trở về lều của mình thì Mạc Phi Vân cũng lặng lẽ rời khỏi lều mình đến bên ngoài lều của Duy Na và Mộ Tuyết, nhỏ giọng nói, ta có thể vào không? vào đi, mộ tuyết lên tiếng nói, lúc này Mạc Phi Vân mới lách người tiến vào lều của hai cô gái, có điều hắn chỉ dừng ở ngay cửa vào chứ không tiến sâu vào trong. Mạc sư phụ, ngươi có nhìn ra được lai lịch của ba người kia không? Mộ tuyết bình thản hỏi, Duy Na ngồi bên cạnh mỉm cười im lặng, tuy cô không lên tiếng nhưng theo vị trí nằm của cô và mộ tuyết chứng tỏ địa vị của cô cũng không kém mộ tuyết bao nhiêu. Trên người Mạc Phi Vân bỗng xuất hiện một màn sương mù, bao trùm lấy toàn bộ căn lều, ngăn cho âm thanh trong lều truyền ra ngoài. Ba đứa nhóc này tuy còn nhỏ nhưng tướng mạo và khí chất không hề tầm thường, cũng không nói hùa theo người khác, rõ ràng không giống đệ tử đến từ một tông môn nào đó, theo hơi thở của chúng ta đoán hẳn là bậc đại hồn sư và hồn tôn, với độ tuổi này của bọn chúng, khả năng là đệ tử học viện quốc gia tinh la khá cao, có điều để an toàn, lão nông nghĩ là chúng ta vẫn nên dẫn theo bọn chúng thì hơn, tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu bọn chúng đúng là người qua đường thì chúng ta giúp bọn chúng một chút cũng không sao." Mộ Tuyết hơi gật đầu nói, "Vậy mạc sư phụ cứ quyết định đi." mạc sư phụ ngươi thấy trong ba đứa trẻ này ai đáng được chú ý nhất duy na vốn im lặng lại đột nhiên lên tiếng giọng nói của cô vô cùng dịu dàng và êm tai mạc phi vân đáp điện hạ lão nô cảm thấy cậu bé gọi là vũ hạo là khá nhất lão nô để ý thấy mỗi khi ba đứa nó đưa mắt nhìn nhau trao đổi ý kiến cô bé gọi là tiêu tiêu miễn nhìn thấy ánh mắt của vũ hạo là tin tưởng mà cậu trai xinh xắn tiểu đông kia lại cực kỳ ăn ý với vũ hạo cả hai rất ít trao đổi ánh mắt nhưng đều nắm rõ phản ứng của nhau có thể thấy vũ hạo có thể đứng đầu nhóm ba người này thì tuyệt đối không phải người đơn giản hơn nữa cảm giác của ta về nó rất mơ hồ theo dao động hồn lực thì dường như hắn còn chưa đến bậc hồn tôn đây là điểm duy nhất hắn thua kém hai người còn lại nhưng khí tức sinh mệnh trên người hắn lại cực kỳ dồi dào thậm chí còn muốn hơn hẳn người trưởng thành nữa mộ tuyết hơi gật đầu nói mạc sư phụ ngươi về nghỉ ngơi đi ngày mai cẩn thận chú ý bọn họ là được dạ lão nô xin phép cáo lui lúc này mạc phi vân mới lặng lẽ rời khỏi lều màn xương màu trắng bao phủ nơi đây cũng lặng lẽ biến mất tỉ tỉ cái cậu tiểu đông kia đúng là đẹp trai thật duy na vừa thấy mạc phi vân ra ngoài liền nhỏ giọng cười nói gương mặt băng giá của mộ tuyết cũng khẽ mỉm cười nói thế nào động lòng rồi sao duy na mím môi nói không môi chỉ suy nghĩ cho tỉ tỉ thôi mộ tuyết lắc đầu ta không thích con trai nhỏ túi mạc sư phụ nói rất đúng cái cậu vũ hạo kia đúng là không tầm thường không biết tại sao khi ta đến gần hắn liền có cảm giác vô cùng sợ hãi vũ hồn của ta cũng xuất hiện dao động không rõ ràng, trong hơi thở của hắn cứ như có cái gì đó khắc chế vũ hồn của ta. Duy Na nói, chẳng lẽ vũ hồn của hắn thuộc tính hỏa? Mộ tuyết lắc đầu nói, không phải, tôi cứ đợi vào tinh đấu đại xâm lâm rồi sẽ biết, ba người bọn họ dám một mình đến đây nhất định thực lực cũng không yếu, chúng ta nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai hy vọng có thể may mắn thu hoạch được hồn hoàn, nếu không chúng ta lại phải đến phương Bắc, mà vùng phương Bắc đó nguy hiểm hơn ở đây nhiều. Dạ, ngủ thôi, tuyết tỷ, muội ôm tỉ ngủ được không, đừng có nghịch nữa, bên lều vải gần đấy, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng đang thì thào trao đổi, chẳng qua cách ngăn âm của bọn họ chính là dùng tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, ngày mai cùng vào tinh đấu đại xâm lâm với bọn họ không sao chứ? Vương Đông có chút lo lắng hỏi, Hoắc Vũ Hạo cười to nói, ngươi lo cái gì? Ta thấy mấy người họ hẳn là đến từ một tông môn nào đó, mà hai cô gái kia chính là người cần thu thập hồn hoàn, những người đi cùng chỉ là giúp đỡ và bảo vệ thôi đi cùng bọn họ thì chúng ta sẽ giảm bớt được không ít phiền phức mà lại còn vào được sâu hơn. Bọn họ muốn làm hại chúng ta thì phải hỏi qua ý của huyền lão đã. Vương Đông nghi ngờ hỏi, đừng nói là người thích cồn nào bên kia đấy nha, hoác vũ hạo bất đắc dĩ nói. Chúng ta còn nhỏ, ngươi đừng có suốt ngày nghĩ những chuyện ấy có được không? Huống chi có người ở đây thì có cô gái nào đuôi mù mà nhìn đến ta chứ? Vương Đông kiều hạnh nói, ngươi biết thế là tốt, hoác vũ hạo, sáng hôm sau. Ba người hoác vũ hạo theo thói quen dậy sớm thu dọn lều trại, kế đến cả ba cùng nhìn về ánh mặt trời vừa ló dạng nơi đằng đông để tu luyện tử cực ma đồng khi bọn họ tu luyện xong bắt đầu ăn sáng thì mấy người mạc phi vân mới lần lượt ra khỏi lều trại vũ hạo các ngươi dậy sớm thế mạc phi vân lên tiếng chào hoác vũ hạo hoác vũ hạo mỉm cười nói mạc đại thúc trời cũng chỉ vừa mới sáng mọi người cũng dậy thật sớm mạc phi vân nói vũ hạo không biết là ai trong ba người các cậu cần phụ thêm hồn hoàn thế hoác vũ hạo cũng không có ý định giấu giếm thẳng thắng đáp là ta hồn lực của ta đã đến 30, hiện nay cần một hồn hoàn thích hợp mới có thể đột phá đến cấp bậc hồn tôn, hai người bạn của ta đều là cùng theo giúp đỡ, Mạc Phi Vân tán thưởng, các cậu còn nhỏ tuổi thế mà đã đến được bậc hồn tôn, đúng là không tệ. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười đáp, cũng không nói thêm gì nữa. Mấy người Mạc Phi Vân rất nhanh đã thu dọn xong lều chạy, lát sau đã cùng ngồi ăn điểm tâm, Duy Na và Mộ Tuyết vẫn mặc bộ trang phục giống hôm qua, một hàng 11 người ngồi quây quần bên nhau, nhưng cả đoàn người trừ Mạc Phi Vân, những người còn lại rất ít lên tiếng, hai cô gái kia chỉ thỉnh thoảng trò chuyện một chút, cũng không để ý nhiều đến ba người Hoắc Vũ Hạo. Sau khi lên đường, Mạc Phi Vân đi đầu, năm người đàn ông còn lại thì đi phía sau vây thành hình cánh cung, hai cô gái và ba người Hoắc Vũ Hạo đi ở giữa. Hiện giờ Hoắc Vũ Hạo đã có chút hảo cảm với mấy người Mạc Phi Vân, bọn họ không hề hỏi ba người Hoắc Vũ Hạo xem vũ hồn là gì hay những vấn đề nhạy cảm liên quan đến chuyện cá nhân cả, tuy bọn họ ít nhiều gì vẫn còn chút cảnh giác, nhưng theo đội hình hiện nay, rõ ràng là không có ác ý gì cả. Mặt trời càng lúc càng lên cao, cả nhóm người đã đến ngay mép rìa cánh rừng, mà Phi Vân dừng bước, quay đầu nhìn mọi người, nói: "Bây giờ chúng ta sẽ lập tức vào rừng, ta nhắc nhở mọi người một chút, việc gì cũng phải tuyệt đối cẩn thận, trong tinh đấu đại xâm lâm không có chuyện gì là không thể xảy ra, thậm chí bên ngoài cũng có thể xuất hiện hồn thú vạn năm, năng lực của hồn thú vô cùng phong phú và quái lạ, rất có thể sẽ phát sinh tình huống chúng ta không ứng cứu kịp, cho nên mỗi người càng phải cẩn thận hơn nữa, lát nữa ta vẫn sẽ đi đầu dẫn đường, Vũ Hạo ba người các người đi theo sau ta, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng viện trợ ta, Duy Na, Mộ Tuyết, hai cô đi cùng nhau, những người còn lại bảo hộ phía sau. Dạ, năm người đàn ông kia đồng thanh đáp, trong năm người, trừ người đầu tiên gặp ba người Hoắc Vũ Hạo là Bắc Đường, người khiến Hoắc Vũ Hạo chú ý nhất chính là người đàn ông có dáng người thấp bé, hắn đứng ở ngay giữa hàng cánh cung phía sau, trừ Mạc Phi Vân có thực lực cực mạnh thì hắn là người duy nhất còn lại có tu vị hồn đế, tên là Cửu Hướng Đông, ba người hoác vũ hạo không có chút ý kiến gì với sự sắp xếp này có cường giả hồn thánh mở đường bọn họ cũng không cảm thấy áp lực nhiều lắm sau khi dặn dò xong mạc phi vân liền xoay người bước vào tinh đấu đại xâm lâm theo hành động của hắn có thể thấy hắn hoàn toàn tin tưởng những người đồng đội của mình ba người hoác vũ hạo cũng không dám chậm trễ hoác vũ hạo đi đầu phương đông và tiêu tiêu đi phía sau ba người theo sát mạc phi vân chui vào cánh rừng ý đó là vương đông kinh ngạc kêu lên vì hắn trông thấy mạc phi vân vừa bước vào cánh rừng trên người hắn liền tỏa ra một màn sương mù dày đặc màn sương mù ấy nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể hắn không những thế nó còn bắt đầu lan tỏa ra xung quanh những người ở gần căn bản không thể nhìn thấy hắn ở bên trong nữa phú hồn của mạc sư phụ là vân lão đang dùng năng lực của mình để tìm kiếm và bảo hộ mọi người giọng nói êm tai của duy na chợt vang lên vương đông quay đầu nhìn cô cô nhìn vương đông khẽ mỉm cười nụ cười dịu dàng thật khiến lòng người say đắm có điều nụ cười của cô đã tặng nhầm đối tượng rồi vương đông nhìn cô gật đầu không chút phản ứng quay đầu nhìn về phía trước mộ tuyết liếc mắt nhìn duy na ánh mắt lộ ý cười duy na hơi xấu hổ khẽ chớp mắt màn sương mù bao phủ dày đặc nhưng tiếp là không thể ngăn cản được tinh thần tham chắc của hoác vũ hạo lúc này hoác vũ hạo ở bên trong màn sương mù cảm nhận được khi mạc phi vân phóng thích ra màn sương mù này thì dưới chân hắn đã xuất hiện một số hồn hoàn hai vàng ba tím hai đen tuy số lượng hồn hoàn này không được đến tỷ lệ hoàn mỹ nhất nhưng cũng có thể xem là tương đối mạnh mây đây là một vũ hồn rất hiếm thấy hẳn là một dạng thuộc nhóm khí vũ hồn, không biết hắn thuộc hệ cường công hay không chế đây. Màn sương mù kia từ từ khuếch tán ra bên ngoài, bên ngoài màn sương mù này không có chút sức mạnh nhưng lại càng di chuyển lại càng lan tỏa nhanh và xa, tích tắc sau đã vượt khỏi phạm vi dò xét của tinh thần tham chắc rồi. Hoắc Vũ Hạo đoán có lẽ nó tuy khác với cách dò xét của hắn nhưng cũng có cùng một công dụng, những nơi màn sương phủ xuống, tùy tình hình mà Mạc Phi Vân có thể phán đoán được tình huống cụ thể, mặc dù không chính xác được như tinh thần tham chắc nhưng cũng có thể nói là đủ dùng, dĩ nhiên với tu vi của mạc phi vân phạm vi tìm kiếm của hắn lớn hơn hoắc vũ hạo nhiều là chuyện hiển nhiên chẳng trách sau khi vào tinh đấu đại xâm lâm hắn cũng không chú ý nhiều đến trận hình cũng không dặn dò thêm gì nữa đồng thời hoắc vũ hạo kinh ngạc phát hiện khi mạc phi vân phóng thích màn sương mù thì trong số bảy hồn hoàn của hắn không có cái nào lóe sáng hết nói cách khác năng lực này đến từ chính vũ hồn của hắn chứ không phải hồn kỹ bản thân vũ hồn đã mạnh như vậy thì phẩm chất của nó không thể tầm thường rồi đi thôi sau khi sương mù lan tỏa đến một giới hạn nhất định giọng nói của mạc phi vân từ phía trước truyền đến cả người hắn lúc này đã bị màn sương mù bao phủ dày đặc không nhìn thấy rõ gì nữa từ hôm đầu tiên của cuộc hành trình ở tinh đấu đại xâm lâm đến nay đây là ngày ba người hoác vũ hạo cảm thấy thoải mái nhất bọn họ căn bản chẳng cần phải làm gì chỉ có việc đi nhanh về trước mà thôi mạc phi vân đi đầu không ngừng thay đổi đường đi tốc độ so với khi ba người hoác vũ hạo thám hiểm tinh đấu đại xâm lâm rõ ràng nhanh hơn nhiều lắm trong quá trình này không gặp phải sự công kích của hồn thú nào cả chưa được nửa canh giờ mà cả nhóm đã đi vào sâu hơn 10 dặm, Mạc Phi Vân hoàn toàn không có chút ý định sẽ giảm tốc độ, bản thân tinh đấu đại xâm lâm là một cánh rừng tự nhiên nên diện tích của nó trải dài không theo một quy tắc nào cả, nơi rộng nhất thậm chí kéo dài hơn 200 dặm, diện tích của nó ước trường hơn 10 vạn km vuông, có thể xem nó là cánh rừng lớn nhất trên đại lục đấu la, diện tích của nó lớn hơn hẳn một số quốc gia tầm tầm nữa, mà cánh rừng này, cho dù là cường giả bậc phong hào đấu la cũng không dám liều lĩnh đi xuyên qua, sau bao nhiêu năm lăn lộn trong tinh đấu đại xâm lâm này giới hồn sư đã dựa theo cấp bậc hồn thú xuất hiện mà chia nó thành mấy khu vực với tên gọi khác nhau. Khu vực có bán kính chừng 20 dặm bên ngoài gọi là khu ngoại, nơi đây chỉ có hồn thú 10 năm, trăm năm, ngàn năm, rất hiếm khi xuất hiện hồn thú có tu vi vạn năm. Kế đến là khu vực hỗn hợp, khu vực này có bán kính lớn nhất, đến chừng hơn 100 dặm, chiếm hơn 40% diện tích của cánh rừng. Đây cũng là khu vực có nhiều chủng loại hồn thú nhất cánh rừng này, mà niên hạn của hồn thú cũng chỉ dừng ở mức trăm năm, ngàn năm và vạn năm, tuy nhiên hồn thú trăm năm muốn sống được ở khu vực này phải dựa vào sức mạnh của bầy đàn mới trụ vững được. Khu vực còn lại có bán kính chừng 80 dặm, cũng chính là khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm, gọi là khu vực nguy hiểm chết người, cũng có thể xem nó là khu cấm cũng không sai. Trong tất cả các bản đồ miêu tả tinh đấu đại xâm lâm, dù tỉ mỉ hay sơ sai đều đánh dấu khu vực này bằng một màu đỏ của máu, bởi vì đây là nơi sinh sống của những mạnh thú nổi tiếng trong truyền thuyết, thậm chí còn muốn khủng khiếp hơn cả khu vực trung tâm nơi cực bắc dù là cường giả bậc siêu cấp đấu la cũng không dám tùy tiện đi vào nơi này với tốc độ của mạc phi vân hoác vũ hạo đoán mục tiêu của lão hẳn không phải chỉ là khu ngoài của tinh đấu đại xâm lâm với tu vi của lão muốn vào vùng trung tâm của khu vực hỗn hợp cũng không phải chuyện quá khó khăn dù lão dẫn theo nhiều người như vậy nhưng để đảm bảo an toàn của cả nhóm ở khu vực hỗn hợp cũng không phải chuyện khó mà ở khu vực ấy bất kể là số lượng hay chủng loại hồn thú đều hơn xa khu ngoài nếu hiện nay ba người hoác vũ hạo vẫn còn đi riêng thì nơi tiếp giáp khu ngoài và khu hỗn hợp hắn còn không dám đến chứ đừng nói chi là vào trong khu vực hỗn hợp ba người bọn họ đúng là rất giỏi nhưng tu vi chỉ mới đến bậc hồn tôn khi chiến đấu vẫn còn rất nhiều hạn chế mà ở tinh đấu đại xâm lâm này hồn thú ngàn ngàn vạn vạn đầy rẫy khắp nơi nếu để bản thân bị trọng thương thì muốn thoát ra ngoài căn bản là chuyện không tưởng đây là lý do tại sao từ đầu đến cuối hoác vũ hạo quyết không chịu vào sâu bên trong nếu không có mấy người mạc phi vân dù hắn đã đồng ý với Vương Đông và Tiêu Tiêu thì cũng chỉ vào sâu thêm chừng năm mười dặm, tuyệt đối không đến gần khu vực hỗn hợp nguy hiểm như vậy. Mọi người đi thêm chừng năm dặm nữa thì tốc độ của Mạc Phi Vân bắt đầu chậm lại, đồng thời cũng rút ngắn khoảng cách với ba người hót vũ hạo ở phía sau. Chúng ta đã sắp đến bên ngoài khu vực hỗn hợp, mọi người cẩn thận một chút, để tránh trêu chọc một số hồn thú nhạy cảm, ta sẽ thu nhỏ phạm vi bao phủ của màn sương mù này, lực chấn nhiếp cũng theo đó mà giảm xuống, mọi người chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu bất cứ lúc nào mạc phi vân vừa nói xong ba người hoác vũ hạo lại hết hồn trông thấy những người phía sau nhanh chóng thu nhỏ trận hình nhưng vẫn duy trì khoảng cách ba thước như cũ đây rõ ràng là một khoảng cách thuận tiện cho mỗi người khi cần chiến đấu bất ngờ đồng thời từ đầu đến giờ duy na và mộ tuyết không ngừng quan sát ba người hoác vũ hạo sau khi vào cánh rừng đây là nơi lúc nào cũng có nguy cơ xuất hiện hồn thú vậy mà ba người hoác vũ hạo vẫn luôn đi theo sau mạc phi vân không hề có dấu hiệu mệt mỏi chẳng những thế mà hành động còn nhanh nhẹn gọn gàng hoác vũ hạo đi đâu Tiêu Tiêu và Vương Đông đi sau, hai người đi sau còn thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo nữa, điều này chứng tỏ rõ ràng Hoắc Vũ Hạo là thủ lĩnh trong nhóm ba người này. Lát sau, lời nhắc nhở của Mạc Phi Vân đã thành sự thật, mọi người chưa đi được bao xa, Mạc Phi Vân đã lui nhanh về sau, bên ngoài liên tục xuất hiện mấy bóng hình khác nhau, tốc độ của bọn chúng cực nhanh, tuy nhiên lại di chuyển trên ngọn cây rất có tổ chức, tích tắc sau đã bao vây lấy 11 người họ, mọi người cẩn thận, là xích hỏa hầu, lực tấn công rất mạnh, Mạc Phi Vân khẽ nhắc nhở, lão vẫn tiếp tục lùi về sau, chắn phía trước ba người Hoắc Vũ Hạo, Xích Hỏa Hầu, Hoắc Vũ Hạo quan sát mấy con hồn thú vừa xuất hiện trên cây, vừa nhớ lại những thông tin mình đã học được trên lớp, hồn thú thuộc tính hỏa, sống quần cư, tính tình cực kỳ nóng nảy, lực công kích mạnh lại còn thu dai, là hồn thú hệ mẫn công, am hiểu công kích từ xa, rất khó đối phó. Những con xích hỏa hầu vừa mới xuất hiện đều giống giống nhau nhưng cao lớn khác biệt, lớn nhất cao chừng hơn hai thước, mà nhỏ nhất chỉ cao trên dưới một thước hai mà thôi. Bộ lông màu đỏ rực, ánh lửa của nó vô cùng nổi bật trong rừng cây, hai cái răng nanh đã chìa ra khỏi miệng dính đầy nước miếng của nó chứng tỏ đây là một loại thú ăn thịt, số lượng của bọn chúng ở đây có chừng 3 40 con. Sau khi bao vây nhóm bọn họ xong, cả đám không ngừng kêu lên chít chít, giống như muốn thị uy vậy. Trên tán cây ở xa xa là một con xích hỏa hầu có dáng người cao lớn nhất, hai đấm không ngừng vỗ vào ngực mình, bộ lông màu đỏ rực thoáng hiện ánh lửa, cả người như một tia chớp xông thẳng về trước, nháy mắt sau một quả cầu lửa đường kính chừng một thước cũng bay về phía nhóm người hoác vũ hạo hồn thú không phải con người trong mắt nó chỉ có thức ăn và không phải thức ăn con xích hỏa hầu thủ lĩnh này có tu vi chưa đến vạn năm vì bộ lông màu đỏ của nó chưa có xuất hiện ánh kim nhưng tu vi của nó ít nhất cũng hơn năm ngàn năm nó và tộc đàn của nó sinh tồn được ở đây cũng nhờ thực lực tổng thể của cả bầy đàn ngay khi con xích hỏa hầu vương phát động công kích những con xích hỏa hầu còn lại cũng đồng loạt nhảy khỏi táng cây nương theo tốc độ xông lên của bọn chúng Từng quả cầu lửa không ngừng giáng xuống, mục tiêu là nhóm người trước mặt. Mạc Phi Vân đứng đầu hừ lạnh một tiếng, màn sương mù dày đặc không ngừng lan tỏa ra ngoài, sau đó, vô số sương mù ngưng kết thành hình mũi tên bắn thẳng ra bên ngoài. Nháy mắt giải quyết những quả cầu lửa đang bay xuống, kế đến, một luồng sương mù ngưng tụ thành hình cánh tay chụp thẳng về phía quả cầu lửa lớn mà con xích hỏa hầu vương phát ra ban nãy. Quả cầu lửa nóng bừng bừng sau khi bị bàn tay chụp lấy liền hơi run dày, màn sương bốc hơi đi một chút, nhưng sau đó, bụp một tiếng, quả cầu lửa biến mất thành từng đốm lửa nhỏ bay tán loạn về bốn phía không biết có phải mạc phi vân cố tình không mà khi hắn dùng mũi tên mây giải quyết một lượng lớn quả cầu lửa lại để sót một quả cầu bay ngay về phía ba người hoác vũ hạo một đôi cánh màu lam rực rỡ lặng lẽ xuất hiện nổi bật trên bầu trời sau đó trên không xuất hiện một hoa văn ánh kim một bóng người cao cao chợt bay lên kế tiếp xuất hiện một lưỡi đao ánh sáng chém thẳng xuống quả cầu lửa quả cầu lửa liền bị chém thành hai mảnh bay về phía xa vương đông vốn đã cực kỳ anh tuấn nay thêm hai cánh tuyệt đẹp của vũ hồn quang minh nữ thần điệp cho dù là mộ tuyết luôn lạnh lùng cũng phải ngẩn ngơ đôi mắt xinh đẹp đáng yêu của Gina lại càng lóe lên tia sáng kỳ dị trong giới hồn sư tuy có rất nhiều loại vũ hồn nhưng những loại có thể xứng với hai chữ tuyệt đẹp thì lại vô cùng hiếm thấy vũ hồn quang minh nữ thần điệp của vương đông là sự pha trộn hoàn mỹ từ hai màu xanh vàng thêm vào hơi thở cao phú và thanh lịch làm sao không thu hút sự chú ý của mọi người đây thậm chí trong nhóm người mạc phi vân không có một ai nhận ra được vũ hồn của hắn là gì có điều sự tấn công của xích hỏa hầu không hề vì sự tuyệt mỹ của vũ hồn vương đông mà có dấu hiệu dừng lại đợt quả cầu lửa thứ nhất vừa quay chúng lại bắt đầu tiếp đợt tiếp theo xích hỏa hầu vương dường như cũng cảm nhận được mạc phi vân là đối thủ khó đối phó nên nháy mắt tăng tốc trốn vào rừng cây thực lực tổng thể của nhóm người mạc phi vân bắt đầu bộc lộ rõ rệt trong nhóm người không có ai lộ vẻ hoảng sợ tất cả đều phóng thích vũ hồn bắt đầu chiến đấu trong đó thu hút sự chú ý của hoác vũ hạo nhất là bốn người thứ nhất là vị chiến hồn vương hệ mẫn công bắc đường phú hồn của hắn là một cây trúc dài chừng ba tượng màu tím sậm chiều dài của nó có thể thay đổi theo ý muốn mỗi một lần vung lên liền xuất hiện từng mảnh lá trúc các quả cầu lửa sau khi bị nó đánh trúng không những không thể phát nổ mà còn bị đánh bay đi kế đến là vị cửu hướng đông trấn giữ hậu phương phú hồn của hắn có chút đặc biệt là một cái thùng hình trụ dài chừng một thước hai tỏa ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh ánh kim không biết hắn điều khiển như thế nào nhưng cái thùng hình trụ này luôn xuất hiện ở nơi quả cầu lửa bắn đến các quả cầu lửa ấy đều không làm nó dung chuyển được chút nào. Hoắc Vũ Hạo càng kinh ngạc hơn khi phát hiện, Mộ Tuyết tuy Tu Vi không thể so sánh với Hồn Vương, Hồn Đế hay Hồn Thánh, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại có cảm giác thân thiết đến kỳ lạ. Hơn nữa, hồn kỹ của cô cũng rất mạnh. Sau khi phóng thích vũ hồn, mái tóc đen dài của Mộ Tuyết nháy mắt liền biến thành màu trắng, đôi mắt cũng lạnh lẽo hơn rất nhiều. Kế đến, hai tay của cô nâng lên cao, ba cái hồn hoàn hai vàng một tím lặng lẽ xuất hiện nương theo hồn hoàn màu vàng đầu tiên lấp lánh ánh sáng thì bông tuyết cũng rơi xuống đầy trời nhiệt độ quanh cô nháy mắt giảm mạnh đúng vậy vũ hồn của cô là tuyết những nơi hoa tuyết lất quá các quả cầu lửa đều bị suy giảm theo mức độ khác nhau nhiệt độ lạnh lẽo ấy cũng đánh tan luồng hơi nóng xích hỏa hầu mang đến khi xuất hiện mà càng đặc biệt hơn là những hoa tuyết ấy như có ý thức liên tục bay về phía xích hỏa hầu trong rừng cây bất cứ con xích hỏa hầu nào bị hoa tuyết chạm vào tốc độ liền giảm xuống vài phần một tuyết chẳng những có vũ hồn là tuyết là con đi theo con đường khống chế tuy đây chỉ là hồn kỹ đầu tiên của cô nhưng sau khi nó xuất hiện áp lực của mọi người đã giảm xuống rất nhiều Mạc phi vân cũng không nóng lòng tấn công những con xích hỏa hầu trong rừng chỉ đứng phía trước canh chừng các đồng đội mình chiến đấu hồn thú lúc nào cũng nhạy cảm hơn người bình thường trước mặt hắn có rất ít hồn thú nên áp lực của ba người hoắc vũ hạo khá ít trong ba người chỉ có mỗi phương đông phóng thích vũ hồn sử dụng xí dực chát giao đỡ lấy các quả cầu lửa Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu thậm chí còn không phóng thích vụ hồ nữa. Ba hồn hoàn của Vương Đông, một vàng hai tím đã khiến Mạc Phi Vân chấn động không nhỏ, hồn hoàn thứ hai có cấp bậc ngàn năm, đây không phải là việc mà một học viện bình thường có thể làm để bồi dưỡng đệ tử được, sau một hồi ở thế bị động ngăn cản công kích của Xích Hỏa Hầu, đồng thời thăm dò thực lực của bọn chúng, Mạc Phi Vân bắt đầu phản công, từng đám mây mù trong không trung thay đổi muôn màu muôn vẻ, công kích của mấy con Xích Hỏa Hầu kia căn bản không thể xuyên thấu được, ngược lại còn bị mấy mũi tên mây công kích không ngừng một lát sau đã có hơn 10 con xích hỏa hầu chết dưới tay hắn. Hoắc Vũ Hạo thờ ơ quan sát, với những hiểu biết của hắn về hồn sư, vị hồn thánh này rõ ràng chưa dùng hết toàn lực, có mộ tuyết nên Duy Na ở cạnh đấy vô cùng nhàn nhã, cô cũng không phóng thích vũ hồn, ngược lại còn thành thơi ngắm nhìn đôi cánh tuyệt mỹ của phương Đông. Đúng lúc này, bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu thật to, một bóng hình màu đỏ rực nháy mắt bay vọt đến, cùng lúc đó, hàng loạt các quả cầu lửa lớn theo bốn phương tám hướng đồng thời bắn về phía cả nhóm. Xích hỏa hầu vương ở trong rừng cây rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, liên tiếp ba quả cầu lửa đường kính hơn một thước đánh về phía một vị chiến hồn vương hệ mẫn công làm hắn phải liên tục lùi về sau, rốt cuộc cũng xuất hiện một kẽ hở. Xích hỏa hầu vương bằng tốc độ kinh khủng của mình thoáng cái len qua người vị hồn vương đó, vung chảo đánh thẳng về phía Duy Nha. Ngay khi con xích hỏa hầu vương này ra tay thì Mạc Phi Vân đã phát hiện, hắn giơ tay lên, một đám mây mù xuất hiện, bay thẳng về phía xích hỏa hầu vương. Nhưng cũng ngay lúc này, một cái bóng đỏ rực chợt xuất hiện trong đám mây mù chắn trước mặt Mạc Phi Vân, vì tình huống xuất hiện quá bất ngờ nên dù hắn là cường giả bậc hồn thánh cũng hoảng hồn, hắn ngàn vạn lần không ngờ bên trong đàn xích hỏa hầu còn một hồn thú cực mạnh nữa, đoàn mây mù bỗng trở nên âm u, hóa thành một tấm chắn trước người hắn, ầm, mây mù lại một lần nữa tán loạn, Mạc Phi Vân bị tấn công bay ra ngoài, cũng ngay lúc này, một cáo của xích hỏa hầu vương đã đến trước mặt Duy Na, mọi chuyện diễn biến quá nhanh và bất ngờ, không ai ngờ trong đàn xích hỏa hầu còn một hồn thú mạnh không kém con dẫn đầu con hồn thú ấy ẩn nấp giỏi đến mức tránh thoát được cả tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo. Người đang ở gần Gina nhất là Mộ Tuyết, nhưng tu vi Mộ Tuyết chỉ mới đến bậc hồn tôn, cô vốn không phải là đối thủ của con xích hỏa hầu vương tu vi hơn 5000 năm, chứ đừng nói chi là tình huống bất ngờ như vậy. Những hồn vương, hồn đế vì quá tin tưởng vào thực lực của Mạc Phi Vân nên lúc này hoàn toàn không thể chạy đến cứu viện kịp thời. Gina thấy đòn tấn công kia đã đến trước mặt mình thì sợ đến mức đứng chết chân không biết làm gì nữa. Đúng lúc này, một vật thể to lớn màu vàng nhạt từ đâu bay đến chắn giữa Gina và xích hỏa hầu vương. Không những thế, chiếc đỉnh lớn kia còn nháy mắt hóa lớn, ánh sáng màu vàng kim từ nó không ngừng lan tỏa ra bên ngoài. Nó vừa đỡ lấy công kích của xích hỏa hầu vương, đồng thời cũng đẩy Gina ra ngoài. Đừng thấy lần ngăn cản này có vẻ bình thường nhưng trong tích tắc, nó đã gần như thay đổi cả chiến cục. Đôi chảo của xích hỏa hầu vương đánh vào tam sinh chấn hồn đỉnh vang lên một tiếng keng thật lớn, thế mà chiếc đỉnh hoàn toàn không bị lay động chút nào. Từ ngày lấy được hồn hoàn ám kim khủng trào hùng, với sự tăng phúc từ đỉnh chi uy lực công kích bình thường đã không thể phá vỡ nó nữa mộ tuyết có vẻ bình tĩnh hơn duy na tam sinh chấn hồn đỉnh vừa đẩy duy na ra thì hồn hoàn thứ ba trên người cô loài sáng từ dưới chân xích hỏa hầu vương chợt xuất hiện một cái vòng tròn màu trắng ngay sau đó lấy nó làm trung tâm từng hoa tuyết không ngừng xuất hiện tụ thành một cái gió lớp cao đến ba thước vây lấy xích hỏa hầu vương ở bên trong hồn kỹ hệ khống chế thật mạnh hoác vũ hạo thầm kinh ngạc thông qua tinh thần tham chắc hắn cảm nhận được kỹ năng này mộ tuyết có thể sử dụng trong tích tắc chỉ cần sử dụng thích hợp thì căn bản không thể né tránh trong hệ khống chế những kỹ năng thế này gọi là cường khống cường mạnh mạnh mẽ trừ phi lấy cứng đôi cứng để thoát ra ngoài căn bản không còn cách nào khác ánh lửa trên người xích hỏa hầu vương nháy mắt nở rộ vì sự chênh lệch tu vì nên cơn lốc tuyết không thể vây khốn nó lâu được nhưng chỉ cần vài giây ngắn ngủi thôi đã đủ quyết định vận mệnh của nó rồi chiến hồn vương hệ mẫn công ban nãy bị nó tấn công lách người né ngang hồn hoàn thứ năm trên người đã lóe sáng một đôi dao găm đâm thẳng vào người xích hỏa hầu vương, nháy mắt đã để lại hơn mười vết thương. cách đó không xa xuất hiện một ảo ảnh màu tím, người kia giơ cao thanh trúc màu tím kéo cong như một chiếc cung rồi vung xuống liên tục, xích hỏa hầu vương bị đánh ngã rạp xuống đất, tiếng sưng gãy vang lên rõ to vào tai mỗi người ở đây. Ở ảo ảnh màu tím từ từ biến mất, quay trở lại trong lòng bàn tay bắc đường. trong nháy mắt đó, thanh trúc của hắn đã cao lên đến tận hơn sáu trượng, với sự phối hợp của hai hồn vương cộng thêm sự khống chế của một tuyết rốt cuộc cũng đánh chết được con xích hỏa hầu vương. Cùng lúc đó, Mạc Phi Vân ở bên kia đã bị chọc nổi giận, hàng loạt các hồn kỹ mạnh mẽ không ngừng được sử dụng, bàn nãy trong rừng dày đặc xích hỏa hầu, nháy mắt đã bị giết chết tan tác. Khi xích hỏa hầu vương bị đánh chết, sự chú ý của Hoắc Vũ Hạo liền chuyển sang phía con xích hỏa hầu đã tấn công Mạc Phi Vân ban nãy, mà bây giờ phải gọi nó là xí hỏa hầu mới chính xác. Bộ lông màu đỏ rực của nó như muốn bốc cháy lên rồi, cả người chỉ cao chừng ba thước nhưng khí thế lại hơn hẳn những con xích hỏa hầu khác. Loài xích hỏa hầu này, miễn có tu vi trên vạn năm thì bộ lông sẽ hóa thành màu đỏ ánh kim và tên nó cũng đổi thành xí hỏa hầu nói cách khác con xí hỏa hầu tấn công mạc phi vân mới thật sự là hầu vương của cả bầy xích hỏa hầu kia đây là lý do vì sao bọn chúng gặp phải cường địch mà không hề có ý lui bước tiếp là bọn chúng là hồn thú dù sao cũng vẫn là hồn thú chiến thuật của bọn chúng làm sao so được với trí tuệ của loài người khinh địch sẽ phải trả giá lớn chính là sinh mạng của chính mình con xí hỏa hầu thấy tộc nhân của mình bị giết, y muốn báo thù thúc dục khiến nó không hề có ý định lùi bước. Mà mặc phi vân vì ban nãy xít chút đã gây nên họa lớn mà nổi giận điên cuồng, thực lực thật sự của hắn cũng hoàn toàn bộc lộ, màn sương mù màu trắng bỗng chốc hóa thành màu vàng, sau đó từ từ chuyển sang màu tím, biến thành các hình dạng công kích khác nhau, uy lực ít nhất tăng hơn 10 lần so với trước đây. Thực lực con xí hỏa hầu vạn năm này tuy mạnh nhưng bị mặc phi vân áp chế hoàn toàn, căn bản không có chút cơ hội nào màn sương mù màu tím đó không ngừng lan tỏa với tốc độ cực nhanh xí hỏa hầu vạn năm nháy mắt bị nó bao phủ hoàn toàn tinh thần tham chắc của hoác vũ hạo chỉ dò xét đến mức này thôi hắn không có ý định cho tinh thần lực len lỏi vào phía trong đám mây màu tím ấy vì trong tiềm thức hắn cảm nhận được đám mây màu tím ấy sẽ gây hại đến tinh thần lực của mình tuy không đến mức bị cắn trả nhưng hắn không muốn năng lực của mình bị bại lộ đám mây màu tím thoáng cái lại hóa thành màu đen trong tích tắc này cả hoác vũ hạo Phương Đông lẫn Tiêu Tiêu đều cảm nhận được đám mây ấy mang theo một luồng áp lực vô cùng khủng bố, một tiếng hét thảm thương vang lên từ bên trong đám mây, ánh lửa hồng phụt từ trong phụt lên chừng một thước rồi hoàn toàn biến mất. Khi màn xương tan biến, Mạc Phi Vân đen mặt bước ra, trên tay hắn chính là cái xác của con xí hỏa hầu vạn năng ấy, cái xác kia đã hoàn toàn mềm nhũn rồi, dường như toàn bộ xương cốt đều đã bị nghiền nát hết rồi. Bóng người Mạc Phi Vân chợt ré một cái đã đến trước mặt Duy Na đang sợ hãi tái mặt, điện, Duy Na, cô có sao không? Duy Na vuốt vuốt lồng ngực, hơi thở dường như có chút gấp rút. Không sao không sao, may mà có cái đỉnh kia thay ta đỡ lấy rồi. Mạc Phi Vân chuyển ánh mắt sáng ba người hoác vũ hạo, rồi dừng trên người tiêu tiêu, ân cần nói. Tiêu tiêu, cảm ơn cô đã ra tay cứu giúp, nếu không Duy Na không bị con xích hỏa hầu kia bắt đi cũng bị nó làm bị thương. Tất cả đều tại ta khinh địch, không ngờ đàn xích hỏa hầu này lại xảo trá như vậy. Tiêu tiêu cười hì hì nói. Chúng ta ngồi chung một chiếc thuyền mà, Mạc Đại Thúc đừng quá khách sáo. Duy Na đã dần bình tĩnh lại, cô vội đến trước mặt tiêu tiêu, kéo tay của bé nói tiêu tiêu muội muội cảm ơn muội ban nãy cũng may mà nhờ có muội những người còn lại cũng nhanh chóng tụ hội ánh mắt nhìn ba người hoác vũ hạo đã nhiệt tình hơn trước rất nhiều ngay cả mộ tuyết lạnh lùng băng giá cũng có chút thân thiết hơn đôi cánh quang minh nữ thần điệp sau lưng vương đông nhanh chóng thu lại nhìn sang sắc xí hỏa hầu bộ lông màu đỏ ánh kim tỏa ra ánh sáng rực rỡ xinh đẹp vô cùng mạc đại thúc có thể bán con xí hỏa hầu này cho ta không bộ lông của xí hỏa hầu rất quý giá và hiếm thấy khi nó đột phá lên vạn năm cũng lĩnh ngộ thêm một chút về hệ hỏa và quang minh, mà vừa hay thuộc tính của ta là ánh sáng, ngài cứ nói giá đi. Mạc Phi Vân mỉm cười nói, còn giá cả gì nữa, không phải ban nãy tiêu tiêu đã nói rồi sao, chúng ta đang ngồi chung một chiếc thuyền, ban nãy các ngươi cứu Duy Na, thế thì con xí hỏa hầu này phải là của các ngươi, hy vọng sau này chúng ta vẫn sẽ tiếp tục phối hợp ăn ý, tặng ngươi, vừa dứt lời, hắn liền được cái sắc xí hỏa hầu đến trước mặt Vương Đông, vậy thì cảm ơn Mạc Đại Thúc, Vương Đông cũng không khách sao nữa, cứ thế nhận lấy rồi cất vào hồn đạo khí chữ vật xí hòa hầu không lớn lắm nên bộ da không thể may thành quần áo nhưng bộ lông lại vừa hợp khá tương đồng với khối hồn cốt hoàng kim chi mang cả hai có thể bổ trợ cho nhau không ít dùng nó làm bao tay bảo vệ là vừa hợp cả đội lại một lần nữa lên đường sau lần này vị trí của ba người hoắc vũ hạo trong đội thay đổi không ít những nghi ngờ đều tan biến sau lần tiêu tiêu kịp thời ra tay cứu lấy duy hơn nữa cả tiêu tiêu lẫn vương đông đều thể hiện ra thực lực hơn xa một hồn tôn bình thường nên Mạc Phi Vân dứt khoan để bọn họ đi chung với Duy Na và Mộ Tuyết, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông đi đâu, ba cô gái đi phía sau. Tiêu Tiêu, vũ hồn của muội là gì thế? Hình như là một cái đỉnh lớn phải không? Nó cứng rắn thật nha, đòn tấn công của con xích hỏa hồng mạnh thế mà chẳng ảnh hưởng được gì nó. Duy Na tò mò nhìn Tiêu Tiêu hỏi, lúc này cô đã cảm thấy vô cùng thân thiết với vị ân nhân cứu mạng này. Tiêu Tiêu nói, vũ hồn của muội là Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh, chủ yếu phòng ngự là chính. Duy Na nhỏ giọng chỉ chỉ Vương Đông đang đi phía trên, hỏi: vậy còn hắn tiêu tiêu nói vũ hồn của hắn tỷ nên tự đi hỏi thì hơn duy Na bĩu môi nói tỷ chả cần xem xem hắn mới bấy nhiêu tuổi đã kiêu ngạo vậy rồi được mỗi cái tướng mạo tuấn tú tu mà thôi tiêu tiêu phỉ cười nói duy na tỷ 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 thích hắn rồi à duy na đỏ bừng mặt trừng mắt nhìn tiêu tiêu nói đừng nói bậy sau khi vào khu vực hỗn hợp của tinh đấu đại xâm lâm tốc độ của mọi người rõ ràng hạn chế hơn rất nhiều dù là cường giả hồn thánh mạc phi vân cũng không thể không cẩn thận cùng là hồn thú vạn năm nhưng khác loài thì thực lực chênh lệch một trời một vực xí hỏa hầu tu vi dưới ba vạn năm thì hắn còn có thể đối phó nhưng nếu cao hơn thì rất khó nói nếu gặp phải hồn thú cao cấp như ám kim khủng chảo hùng thì chỉ cần vừa đến vạn năm thôi thì cả đoàn này chắc chắn phải chịu tai họa ngập đầu dần dần bọn họ càng lúc càng phải chiến đầu thường xuyên may mà khu vực này chỉ là mép rìa của khu vực hỗn hợp nên đa số chỉ là hồn thú ngàn năm những hồn thú nhạy cảm hơn đều nhận ra nhóm bọn họ không dễ đối phó nên cũng không đến gần dù vậy cả nhóm vẫn duy trì cảnh giác cao độ khi cả nhóm sắp tiến vào trong khu vực hỗn hợp thì cũng đã đến giữa trưa mạc phi vân tìm một nơi tương đối cao tầm nhìn thoáng đãng rồi cho cả đoàn ngồi xuống nghỉ ngơi hồi phục sức lực tất cả mọi người đều có mang theo lương khô nên cũng không ngồi xuống ăn chung bọn họ đã vào trong tình đấu đại xâm lâm vì thế không ai dám tỉ tiện nhóm lửa chỉ ăn đơn giản cho no bụng rối minh tưởng khôi phục tinh lực sau khi nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ mạc phi vân gọi mọi người đến nói đến khu vực này thì hồn thú vạn năm đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn chúng ta không tiếp tục vào sâu nữa từ giờ sẽ di chuyển theo đường ngang tìm kiếm hồn thú thích hợp. Đến chập tối thì chúng ta sẽ rời khỏi khu vực hỗn hợp đến khu ngoài để nghỉ ngơi, ngày mai lại vào tìm kiếm tiếp. Lúc này ba người hoác vũ hạo mới biết hóa ra nhóm người mạc phi vân không có ý định đến tối rời khỏi cánh rừng. Như thế này đúng là xác suất tìm được hồn thú thích hợp sẽ nhiều hơn nhưng đồng thời độ nguy hiểm cũng cao không kém. Sau khi nghỉ ngơi thêm một lát, mạc phân phi gọi mọi người dậy tiếp tục cuộc hành trình, quả thật là di chuyển theo hướng ngang. Tốc độ của cả nhóm lúc này chậm hơn ban đầu rất nhiều, Mạc Phi Vân phóng xuất vũ hồn của mình bắt đầu dò xét xung quanh, tìm kiếm hồn thú thích hợp. Hoắc Vũ Hạo cũng không rảnh rỗi, có Mạc Phi Vân tìm kiếm ở trước, hắn cũng không còn áp lực nhiều nữa liền chuyển bắt đầu dò xét theo một phương hướng, để khoảng cách có thể tăng đến tối đa. Hoắc Vũ Hạo quan sát được, vũ hồn của Mạc Phi Vân rất khác với những vũ hồn bình thường, các hồn hoàn mang đến đều là kỹ năng tăng phúc cho mây, mà màu sắc của các đám mây theo hồn hoàn cũng thay đổi dần, đầu tiên là màu trắng, kế đến là vàng, tím, cuối cùng là đen. Với sự tăng phúc khác nhau thì hình dáng của đám mây và uy lực cũng có sự khác biệt, có thể nói là thiên biến vạn hóa, khống chế, dò xét, tấn công, cả ba thứ đều làm được, khó trách đồng đội của hắn lại tin tưởng hắn đến vậy. Căn bản trên quãng đường đi, 70% nguy hiểm đều nhờ hắn xử lý mà né tránh được, từ xa bỗng nhiên truyền đến giống lớn đầy giận dữ, Mạc Phi Vân lập tức dừng bước, tái mặt xoay người làm một động tác bảo mọi người đừng lên tiếng sau tiếng gầm kinh khủng kia là một tiếng kêu lanh lành Tuy không mạnh mẽ như tiếng giống ban nãy nhưng lại có lực xuyên thấu cực lớn, hoàn toàn không chút yếu thế so với tiếng gầm giận dữ ấy. Mạc Phi Vân từ từ lui về sau, khi đến gần bên đồng đội của mình mới nhỏ giọng nói, dường như phía trước có hồn thú đang đánh nhau. Theo tiếng gào của chúng thì cả hai ít nhất đều có tu vi vạn năm, thậm chí có thể hơn ba vạn năm nữa. Chúng ta đi đường vòng thôi, mau. Hắn vừa nói xong lập tức xoay người đi về hướng ra bên ngoài, hành động cẩn thận hơn trước nhiều. Đám sương mù đã giảm xuống chỉ còn đường kính chừng năm thước cảm giác của hoác vũ hạo rất nhạy vì thính giác không bằng thị giác nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được nơi phát ra tiếng giống chỉ cách bọn họ khoảng ba dặm mà thôi vũ hạo đi đi hồn thú thích hợp với đệ xuất hiện rồi đúng lúc này thiên mộng băng tằm thường ngủ say trong tinh thần hải của hoác vũ hạo bỗng nhiên lên tiếng hoác vũ hạo giật mình nói thiên mộng ca đấy là hồn thú vạn năm chẳng lẽ ca nghĩ đệ có thể hấp thụ nó được sao thiên mộng băng tằm hừ một tiếng nói chỉ có mình đệ dĩ nhiên là không được nhưng có ca ở đây thì không có kỳ tích gì là không thể đệ nghĩ ca đây sau khi dung hợp với đệ chỉ biết ngủ thôi sao khoác vũ hạo thật lòng rất muốn nói chẳng lẽ không phải thiên mộng băng tầm dương dương đắc ý nói quá trình ca ngủ là cả một công trình nghiên cứu phương pháp sử dụng tinh thần lực gần đây ca đã hiểu thêm được một chút ít nên muốn giúp đệ hấp thụ hồn hoàn vạn năm cũng dễ thôi với lại đệ lúc này tuy chưa thể hấp thụ hồn hoàn vạn năm nhưng cũng không kém bao nhiêu cộng thêm lần trước được sinh linh kim của lão già kia cơ thể đệ cũng khá cứng cỏi trong lúc vừa mới hấp thụ khi nguồn năng lượng ấy chưa lập tức phá hủy cơ thể đệ thì ca đây sẽ dùng tinh thần lực giúp đệ phong ấn nó lại đợi đến khi nào thực lực của đệ tăng lên thì dần dần tháo bỏ phong ấn với tốc độ tu luyện của đệ cộng thêm mấy khối hồn cốt cải tạo thân thể thì đến độ chừng bốn hồn hoàn là dư sức rồi để ta xem hiện nay đệ có thể hấp thụ hồn thú ở bậc tu vi tầm năm nghìn đến sáu nghìn thế thì hồn thú đệ tìm không thể vượt quá một vạn năm nghìn năm được lúc này hai con kia đang đấu đá là thời cơ tốt nhất của đệ đi nhanh lên để bỏ lỡ rồi không biết đến lúc nào mới gặp được nữa